một quả phạt check bên phía cánh phải cho Hà Nội. Mọi người đang đứng trước quả phạt này là Quang Hải. Đánh đâu? Ngân Văn Đại. Bàn thắng đến quá sớm với đội bóng thủ đô. Bất ngờ. Người kèm Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi đó là Đoàn Anh Việt, một cầu thủ có chiều cao rất tốt, nhưng trung vệ trẻ này đã không thể theo sát được Ngân Văn Đại trong tình huống vừa rồi. Và có vẻ như bộ quần áo mới này đã đem lại may mắn cho đội bóng thủ đô. Và đánh đầu ngược rất hay của Ngân Văn Đại. Dù chiều cao của Đoàn Anh Việt là 1m86 nhưng trong tình huống vừa rồi anh không thể kiểm soát được khoảng không. Và đánh đầu quá kỹ thuật và không hề có lỗi của thủ môn Hoài Anh trong tình huống vừa rồi. Nhưng phải kể đến là tình huống đá phạt của Quang Hải có độ sát thương rất cao, điểm đến cực khó. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh sẽ phải giải quyết phản công cho Hà Nội. Giovanni. Rất hay. Quang Hải qua trống trái. Không thể khác được. Bóng vào chân của Quang Hải. Và khi anh đã chỉnh bóng sang chân trái thì nó là bàn thắng. Ta cùng xem lại tình huống này. Bóng khẽ đập chân của Gustavo, nhưng có lẽ nếu như bóng không đập chân của Gustavo cũng sẽ là bàn thắng thôi. Quá nhiều không gian và thời gian để cho Quang Hải có thể chỉnh bóng và ngắm ở góc xa. Với cái chân trái rất ngoan của mình thì anh không thể bỏ lỡ một tình huống như thế này được. Pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh, công rất lớn đến từ Giovanni. Một tình huống đi bóng phá vỡ hàng phòng ngự của đội khách Than Quảng Ninh. Như vậy là với tình huống phản ứng vừa rồi thì Đoàn Anh Việt đã phải nhận thẻ vàng. Đánh đầu. Dứt điểm. Và dứt điểm của Lê Văn Xuân. Tấn Tài. Và không chiến thành công của Đoàn Anh Việt. Dứt điểm. 3-0. Một cú demi volley rất hay của Lê Văn Xuân. Nhưng ở cú sút demi thứ hai, cú sút nửa nẩy bóng đi căng như kẻ chỉ, thì rõ ràng là Hoài Anh đã phải vào lưới nhặt bóng. Một cú sút có chất lượng cực cao. Đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của bóng đấu này, không thể khác được. Bàn thắng đầu tiên của Lê Văn Xuân ở mùa giải năm nay sẽ là một vấn đề lớn đối với Thạc Quảng Ninh. Giovanni. Còn không. Chắc chắn tỷ số sẽ là 4-0 rồi. Quá đơn giản. Những cảm xúc rất trái ngược bên phía hai bên. Ta một lần nữa xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Giovanni. Một hiệp đấu cũng rất hay của chân sút người Brazil, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm 2020. Kelly. Tình huống phát động tấn công rất tệ của các hậu vệ bên phía Romero. Tuyệt vời. Bàn thắng hợp lệ dành cho Romero. Và đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo này dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Liên tục là những pha xử lý lỗi của các cầu thủ phòng ngự bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kelly thì chuyền thẳng vào chân Văn Ngọ, còn Văn Đạt thì pha bóng vào thẳng vào ngực của Romero. Đường chuyền của Văn Ngọ khá tốt, nhưng trong khi Romero không theo kịp thì Văn Đạt lại biếu không cho tiền đạo này một cơ hội. Đường chuyền rất hay dành cho Văn Việt. Cơ hội. Phạm Văn Đức. 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An ở pha dứt điểm thứ hai của mình. Phạm Văn Đức đã ghi tên mình trên bảng tỷ số và tạo ra được cách biệt. Trước đó là một đường chọc khe rất hay của Bruno Henrique dành cho Văn Việt. Và thực tế thì pha xử lý của Văn Việt cũng vô cùng ấn tượng. Nó khiến cho tình huống xoạc bóng của Raboli trở nên thành vô nghĩa. Pha chạm bóng đầu tiên của Mạnh Quỳnh. Phạm Văn Đức có đủ quân số tấn công. Phạm Văn Đức 2-0, lại là một cú đúp. Cứ không ghi bàn thì thôi, cứ mỗi lần ghi bàn thì số 20 của Sông Lam Nghệ An phải ghi được 2 bàn thắng mới thỏa mãn. Phạm Văn Đức 2 và BKB Bình Dương 0. Quan sát rất kỹ và chọn một cú cửa lòng đánh bại toàn bộ hệ thống phòng ngự và thủ môn Sơn Hải của BKB Bình Dương. Tất cả mọi thứ là hoàn hảo. Không một ai áp sát với pha dứt điểm vừa rồi của Phạm Văn Đức. Người vào sân tay người Mạnh Quỳnh đã thực hiện để lại điểm nhấn của mình. Đây chính là pha dứt điểm sở trường của Đức Cọt. Barros.
Cơ hội Lý Nguyễn dứt điểm. Tỷ số được mở cho Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha phối hợp rất hay giữa Lý Nguyễn và Barros đã có bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 85 của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất hay giữa Barros và Lý Nguyễn. Một pha dứt điểm ở góc gần đã hạ gục thủ môn Thanh Diệp. Rất căng thẳng và hồi hộp. Đánh đầu vào. Bàn thắng đã được ghi. Người ghi bàn đó là Trịnh Văn Lợi. Tỷ số bây giờ là 1-0. Đông Á Thanh Hóa đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Đúng là một pha bật cờ bình đầu rất tốt của Trịnh Văn Lợi sau tình huống đá phạt của Lê Phạm Thanh Long. Hoàn thành. Tốc độ của những đợt lên biên luôn được duy trì tốt bởi Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đưa vào. Sút bóng. Tỷ số được mở cho các cầu thủ Anh Gia Lai. Người dứt điểm là Công Phượng. Và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa. Và lập công thứ 15 của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì Hoàng Gia Lai sẽ tạo ra cách biệt 3 điểm với Viettel và nới rộng khoảng cách với những đối thủ ở phía dưới họ. Tiếp tục cú chóng Công Phượng. Bóng hướng tới vị trí của Damir Milovic. Thêm một cú sút nữa. 2 phút, 2 bàn thắng. Hoàng Gia Lai dẫn 2-0. Tình huống phạt góc kết thúc, bóng bật ra và đó là một cú dứt điểm một chạm của Minh Vương. Không quá mạnh nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Brandao vừa ngã trong khu vực 16m50 và một quả đá phạt 11m. Và có lẽ là cơ hội sẽ được trao cho Văn Toàn. Như đã nói thì lối chơi như thế này của Anh Gia Lai thậm chí còn gây ra được nhiều khó khăn hơn nữa. Trước đó thì Minh Vương cũng đã được trao quyền đá phạt 11m trong ngày sinh nhật của mình ở V-League 1 2021. Một tình huống phạm lỗi khá thô. Cơ hội dành cho Văn Toàn. Xin được chúc mừng sinh nhật của Văn Toàn với bàn thắng của anh từ chấm phạt 11m. Quá thoải mái về mặt tâm lý cho Văn Toàn khi đối mặt với thủ môn Đinh Xuân Việt khi đội bóng của anh đã có 2 bàn dẫn trước. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Cơ hội đầu tiên của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ một tiếng sút xa. Đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định dứt điểm thẳng với khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Thêm một quả tạt nữa. Tiếng còi đã cất lên. Và như vậy là đã có tình huống phạm lỗi. Cơ hội sẽ được trao cho đội bóng của viên Nguyễn Văn Sĩ để có thêm một bàn thắng nữa. Penalty. Và họ để thua bàn đầu tiên ở những phút cuối hiệp 1. Và trong tình huống này thì trọng tài Trần Đình Thịnh cho rằng đó là lỗi của Nguyễn Phong Hồng Duy. Tình huống đẩy người của Nguyễn Phong Hồng Duy trong khu vực 16m50. Thành công cơ hội mở rộng hơn với Nam Định trong việc kiếm điểm. Một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt. Và đó là Rodrigo chuyên ra sút phạt của Nam Định trước cơ hội hướng tới bàn thắng thứ 4 cho cá nhân anh. Năm trận liên tiếp giữ sạch lưới của Anh Gia Lai và bây giờ họ đứng trước nguy cơ sẽ lọt lưới bàn thua thứ 2 ở trận đấu này. Rodrigo. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-3 cho câu lạc bộ Nam Định. Mọi thứ đang trở nên nóng bỏng hơn trên sân Pleiku. Và bây giờ cách biệt chỉ còn là một bàn. Của Anh Gia Lai dẫn 3-0. Nhưng bây giờ thì đối thủ của họ đã có được 2 bàn gỡ. Vũ Thế Vương. Những nỗ lực của Nam Định trong những phút cuối. Hoàng Xuân Tân. Cơ hội.
Nam Định đã có bàn thắng sát bằng tỷ số 3-3. Hãy cùng xem lại tình huống này. Tỷ số là 3-3. Bàn thắng thứ 6 trên sân Pleiku. Không ai có thể tin được là Hoàng Anh Gia Lai có thể mất điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì đó đang hiển hiện trước mắt họ. Chuỗi trận giữ sạch lưới bị cắt đứt. Dũng Quang Nho. Trận đấu quá nóng bỏng ở những phút cuối. Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động. Những diễn biến mà không ai có thể ngờ tới. Penalty cho Hoàng Gia Lai. Thì Hoàng Gia Lai có cơ hội từ quả đá phạt 11m. Người ngăn chặn quả tạt của Văn Thành đó là Wesley. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng bóng đi vào chính giữa khung thành và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ. Sự bùng nổ cho cabin huấn luyện của anh Gia Lai. Quá vất vả để có được bàn thắng này. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng bởi một trận hòa sẽ giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của anh Gia Lai trong những vòng đấu sắp tới. Họ tưởng chừng như đã mất gần như là tất cả, nhưng cuối cùng thì vẫn có được bàn thắng quyết định này.